Chào tất cả quý vị và các bạn đang xem kênh Vlog TV. Thì hôm nay mình đi đến nhà quan cả nhà. Thì nhà quan này lúc trước là mình có ngủ qua đêm, là mình nghe cái tiếng động rất là rõ, nhưng mà lúc đó mình chưa có sắm cái mic, thành ra cả nhà không có nghe cái tiếng kiểu như radio, cái âm thanh ở trong cái máy quay phim nó bị nhiễu cả nhà. Thì hôm nay mình sẽ quyết định rồi, mình sẽ khám phá thêm lần nữa, và mình đặt đặt hai máy, mình đặt hai máy coi có phát hiện những tâm linh gì hay không nha cả nhà. Rồi mời cả nhà cùng đồng hành với mình ha. Cái cam hồng ngoại thì mình nhìn ở trong là mình thấy rất là rõ, nhưng mà mình nhìn mình nhìn nhiều quá, một hồi mình nhìn ngay chỗ cái ở phía bên ngoài là mình không thấy đường cả nhà, bởi vì nó quá sáng. Giờ này mình đi cũng khoảng 10 giờ mấy, gần 11 giờ cả nhà, giờ này cũng khuya rồi. Vô đây cảm giác khá hồi hộp cả nhà. Ồ, cái dừa nào, cái dừa nãy cao chót vót luôn cả nhà ơi. Con ếch hay con nhái nó kêu quá trời, con bùa tọt. Cái này cái gì vậy ta? Cây nguyệt quế hay là mai chiến thủy? Chắc cây nguyệt quế quá cả nhà. Gì vậy? Có dáng nhện. Có ai vô đây? Họ dục khẩu trang cả nhà. Ồ, như là chứng tỏ có người vô đây, có lẽ là chủ đất. Họ chặt tàu dừa nè cả nhà. Ồ, đây họ trồng cây nguyệt quế quá nhiều cả nhà. Đây là một cây, nó là hai, nó là ba, bốn, nhiều cây lắm. Phải đường này đi vô nhà hay không ta? À đúng rồi cả nhà. Cái sake ở đây có một cây sake cả nhà, mà sao mà nó nhỏ rụng trơn vậy ta? Chắc nó bị con gầy nó đánh khô cái cuống luôn cả nhà. Khá hồi hộp. Có cái cầu qua không ta? Ồ, bên này bay qua. Bên này có hai cây sake cả nhà.
Cây này là cây bồ đề cả nhà. Có cái mai vàng. Như vậy là ngày xưa người ta đặt cái vàng nước tưới tiêu để tưới cây mai này cả nhà. Cái hướng này là đi vô nhà này cả nhà. Ồ, cây dừa nào, cây dừa nãy cao chót chót luôn cả nhà ơi. Vô tới nhà quan rồi cả nhà. Vô tới đây cảm thấy lạnh lạnh sống lưng sao ta. Cái máy bị nhiễu sóng nữa cả nhà. Thì cách này nửa tháng là hai cha con mình ngủ đây là nghe tiếng động ở bên đó đó cả nhà. Ở bên đó đó. Cái trái này nó rớt xuống nó hôi quá cả nhà ơi. Cây sala. À, chỗ này bị nhiễu sóng cả nhà. Chắc có lẽ là một chút nữa mình đặt một máy ở đây. Thường thường mình nghe nói là nghe ông bà lớn tuổi, anh chị em lớn tuổi người ta nói là cây tha la là có vong ở rất là nhiều cả nhà. Cái này cũng cao to. Có hổm là mình ngủ mình nghe là cái tiếng con gì nó chạy ở đây nè, bên đây nè cả nhà. Cảm giác vô đây khá hồi hộp. Đây là bên trong nhà. Nhà của chúng ta phá cửa là rồi, cả nhà mình không có vô được. Ở đây có nhiều sóng âm nữa cả nhà. Ở bên trong có nhiều sóng âm luôn. Để mình thò cái cam vô mình quay phía trong nhà cho cả nhà xem nha. Có cả nhà nghe tiếng gì có đùng không? Ở đây có thờ Phật đầy đủ ha.
Ở nhà có nghe cái gì mà có sạc không? Hết hồn cả nhà. Cái cửa này mình mở được không ta? Không. Sẵn mình quay vòng vòng chút xíu để gần hồ mình đặt máy nha cả nhà, để mình chọn cái điểm. Ở đây có tổ mối quá to luôn. Mình mới nghe cái gì cái sẹt kia ta. Để mình quay ở trong cái nhà thấy cái gì không ta. Ồ, không thấy. Sáng rồi không? Để coi cửa bên này có mở được không? Cứng nhắc. Thôi bây giờ mình kiếm chỗ mình đặt máy nha cả nhà. Gì bột kia ta. Hình như ai chọn mình cả nhà ơi. Nghe một cái bột luôn á. Không biết cả nhà có nghe hay không. Máy không biết có ghi được hay không nữa cả nhà. Thôi bây giờ mình đặt máy tại đây ha. Ở đây là một máy. Còn mình đặt ở ngoài cây thala là một máy nữa là hai máy nha cả nhà. Mình đặt ở vô cái ngôi nhà cái căn phòng trước một máy nha cả nhà. Cả nhà ai có thấy những hiện tượng lạ thì nhớ comment nha. Mình đặt cái máy thường ở đây nha cả nhà. À, cả nhà ở đây mà có ai thấy những hiện tượng lạ thì nhớ comment nha. Rồi, mình để ngay đây một cái mít. Và phía trong bên nhà, phía trong căn nhà trước. Rồi, một mít nữa là hai mít nha cả nhà.
Mình lại tới máy rồi cả nhà. Cả nhà có ai thấy những hiện tượng lạ trên camera thường và camera hồng ngoại thì nhớ để lại comment ha. Anh chị em xem kênh nhớ cho mình một like và cũng như nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình ha, để đón xem những video mới nhất. Và anh chị em có xài Facebook thì nhớ chia sẻ lên Facebook giúp Hiệp ha. Rồi Hiệp xin nói lời chào. Bây giờ Hiệp dọn đồ nghề, Hiệp sẽ về kiểm tra camera lại nha cả nhà. Chúc cả nhà một ngày mới, một buổi tối vui vẻ và hạnh phúc ha.